Chiêu nha. Đắp bột thường sơn treo, mọi người hay hỏi tình yêu làm sao. Này tình yêu đắp ha, đấy tình yêu đã đắp rồi một bàn tay rồi nè, đó một bàn tay mình đắp rồi nè, bây giờ mình đắp bàn bên kia. Đắp bột thường á là đắp làm sao cho nó đẹp, đừng nó bị, có nghĩa là khi mình bỏ cục bột á, nè giờ mình chỉ cho mọi người đắp bột á, đắp cục bột nè, là khi mình đắp cục bột á là mình phải lấy cục bột cho nó đều. À, cục bột cho nó đều nè, thấm nè, cho nó ráo nè. Rồi bỏ lên nè, bỏ lên ta bỏ nhẹ thôi, đừng có bỏ mạnh quá nó bị tràn ra ngoài nè, thấy chưa? Cục bột nó nằm ở trong cái móng á, là dùng cái cọ đẩy lên nè, đẩy nhẹ lên nè. Vừa đẩy vừa đập nè, đó, đẩy xong mình đập nè. Đẩy sao cho nó sát cái kia thì còn nè. Nghiêng qua nghiêng lại nè. Thấy chưa? Cho nó đủ bột rồi gì? Cho nó đủ bột trên đây rồi gì? Rồi mình kéo nè. Để rồi cho nó thấm nó kéo nè, kéo hai bên. Nè, kéo nè. Nè, kéo hai bên nè, vừa nghiêng qua nghiêng lại kéo nè. Nè nhớ là ở bên đây lúc nào cũng kéo vô nè, đó. Đừng có kéo ra là nó phồng liền. Đó, kéo vô. Kéo cục bột thấy đơn giản không? Đâu có gì đâu khó. Đó, rồi kéo tiếp tục thôi, nên nó cọ nó khô nhúng miếng nước. Rồi vuốt tiếp nè, đó. Đó, vuốt chừng nào nó ra tới đầu móng mà thôi. Thấy chưa? Đó. Nè, cứ vuốt nè. Đó. Bột nó còn là mình lấy cục bột vừa đủ cái móng là mình vuốt thôi. Đó, vuốt nè. Vuốt vô, nhớ lúc nào cũng vuốt vô và ém nó vô. Đó. Xong rồi dư cục bột nè, lấy cục bột đẩy vô nè, đẩy nhẹ vô nè. Đó. Xong đây lấy hai bên góc này nữa nè. Đó. Hai bên góc này nữa, xong mình dở đít lên nè, lấy cục bột dư ra nè. Đó. Thấy chưa? Nhìn cái móng mình đắp đi. Đó, nhìn từ trong ra ngoài nó thẳng không? Đó, anh chị em thấy không? Mình phải làm sao, ví dụ như trên đây mình cảm thấy nó chưa an toàn nè. Cho nó một miếng chút xíu nè, bỏ vô, sát cái tay cồ á. Để sát vô cho nó đẹp nữa. Kéo nó ra. Đó. Màu hồng này là số mấy? Trời ơi, cái bột này bột thường. Có 12 giờ rưỡi, anh có hẹn, 11 giờ rưỡi có hẹn rồi đó. 11 rưỡi với 12 giờ rưỡi có hẹn rồi. Nè, cục bột lấy nè. Cho tròn mắm nè, thấm nè, xí bỏ lên nè, xí bỏ lên nè, đừng có bỏ đẩy mạnh nè, đẩy nhẹ thôi nè, thấy không? Kéo cục bột nè, đẩy lên nè, đó, đẩy kéo vô nè, lúc nào cũng về đập xong rồi kéo, đừng có cho nó chảy ra ngoài, cái quan trọng là đừng cho nó chảy ra ngoài, bột này là bột thường nha, bột này là bột thường, thấy không? Xong rồi nó đầy rồi nè, đã nó đầy đủ rồi nè, đâu rồi mình vuốt nè. Kéo nè, đó, đi nghiêng qua nghiêng lại kéo nè. Kéo lúc nào cũng kéo vô nè, đó. Kéo vô nè, kéo vô hết cái móng luôn. Nè, kéo vô nè, thấy không? Nó chảy ra là cứ vẫn kêu phải cũng phải kéo vô. Kéo vô nè, kéo vô nè, đó, kéo vô nè, thấy chưa? Kéo vô nè, đó, cái lúc nào cái bột mình cũng kéo vô và ém cái chỗ này đừng có cho nó phồng nè. Đắp bột gì mà cứ phồng hai bên này sao được, không để cho nó thẳng. Cục bột lúc nào cũng phải nó thẳng ngay chỗ cái chỗ này nè, đó, ngay cái chỗ này nè, ngay cái chỗ này nè, anh chị em đừng có vuốt ngay cái chỗ này nhiều quá nó phồng, nó đưa ra đây cái bị phồng mất, thấy không? Đó mình lo nè, lo nè, cứ lo cái thân đẹp nè, cho nó đẹp nè, đó, đẹp cực kỳ đây nè, nè đẹp nè, đó đẹp cực kỳ nè, đó đẹp nè. Xong rồi làm gì? Xong rồi làm gì? Cứ kéo hết ra đã, cứ chưa chi cái tới đây, cái chuyện cái người làm gì chi vậy? Đừng có làm gì chi vậy? Không cần phải làm vậy đâu. Kéo hết cái móng ra, kéo ra cái móng nè. Chỉ cần xong ra tới cái móng rồi gì, chỉ cần là lấy cái thân nè, đẩy nhẹ vô cái nè, đó, đẩy nhẹ vô nè. Đó, có người thì kiểu cọ là phải như vậy, có người là phải chịu như vậy mới chịu. Cái này không chịu, đó, phải kiểu làm riêng mà, đó là phải vậy. Đó, xong rồi lấy dở cái đít lên nè, dở cái đít lên nè, lấy cục cọ bỏ nè. Lấy cục bột dư nè, đó. Phải dở cái đít lên. Mới thấy đường mới lấy cục bột ra nè, đó, dư. Xong rồi mình chỉnh đốn là nhẹ cái đầu nữa nè, đó. Thí dụ ở trong này chưa đẹp nè, cho một miếng, có gì đâu sợ. Ai nói mình đắp dở, mình cứ đắp dở đi, đó, mình cứ đắp dở đi, ai dở hơn mình hơi khó à, đó, thấy chưa, xong, đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái móng, đẩy sát cái trong da thịt người ta luôn, thấy chưa, đơn giản không, đẹp bà cố luôn. Dở đít móc ra. Thấy chưa? Nhớ là phải đắp bột là phải nó phải chỉnh đốn như vậy. Anh chị em phải nhớ là bây giờ nhìn cái móng à.
chia sẻ cách lấy bột nè. Ok, giờ lấy bột luôn nè, lấy bột nè, tham xuống lấy bột nè. Giờ xích cái này qua đang coi nè, thấy coi lấy bột nha. Ok, cái cục thủ bột nè, nè thủ bột nè, ví dụ như nó ít nè, thủ bột nó ít nè đúng không, lắc cho nó nghiêng về hướng của mình, hướng về hướng của mình để cho nó dày chỗ này. Ok, lấy luôn nè, cái cọ nè đút vô nè, nè cái cọ dở vô nè, dở lên nè, thấy chưa, dở nhẹ thôi. Cái gì mà bỏ cái ly quịch vô mà dày đè cho nó, đè cho nó thẳng xuống, vậy cái nó dính ly quịch lên đây nè, thấy không, thấy nó dính lên đây không, làm vậy làm chi vậy nè, làm mình phải chùi nữa đó. Cục nè, ly quịch nè, để vô nè, cái cọ nè để vô, dỡ lên nè, thấy chưa, thấy nè, để ngâm 3 second dỡ lên, lấy cục bột nè, bỏ cục bột nè, đè nhẹ xuống nè, dỡ lên nè, thấy cục bột nó chín không, thấy nó chín không, thấy rõ không, đâu cần gì đâu mà cái gì mà cục bột mà mấy cái cọ nè, lại nè, dỡ lên nè, xí nè, dỡ lên nè, lấy cục bột nè, thấy chưa, nè, đó, rồi giờ bỏ lên cái móng nè, bỏ lên cái móng nè, bỏ đại lên cái móng là nhẹ nè, nhẹ nè, đừng có đè đó, đừng có đè nó là thư, đè nó là thua luôn nè. Xong rồi nghiêng cái tay nè, đẩy cục bột lên nè, đẩy cục bột lên nè, đẩy ít thôi, đừng có đẩy nhiều quá nó dày đó, là đập nè, thấy không, nghiêng qua nghiêng lại đập nè, nè nghiêng qua nghiêng lại đập nè, kéo nè, đó là kéo hai bên nè, giờ mình cứ kéo hai bên thôi, chứ đừng có kéo ở giữa làm gì, ở giữa cho nó chạy ra ngoài cũng như không đó, thấy không, là kéo hai bên nè, lúc nào cũng dặn là kéo hai bên nè, kéo hai bên nè, thấy chưa, kéo hai bên nè, nè cái cọ khô nè, chùi miếng nước, nhúng miếng nước nè, vuốt tiếp nè, à thấy chưa, vuốt nè, vuốt đi, vuốt tiếp, vuốt chừng nào mới ra tới đầu móng mà thôi, vuốt vuốt, thấy chưa, cục bột nó có chạy ra ngoài. Anh chị em đắp bột mà giống như là anh chị em phải coi cục bột từ số 1 tới số 5, số 5 tới số 10. Bà mẹ nó ghi số lên đây luôn hả? Làm cái gì mà đắp cục bột thôi mà cái gì mà số 8 rồi số 7 rồi bỏ cục bột số 9, số 7, số 5. Ồ tôi nghe tôi chóng mặt quá. Rồi xong vậy thôi, rồi đẩy cái hai bên này vô. Chỉnh đốn lại đội hình chút xíu. Đó. Rồi xong rồi cho tí xíu miếng bột lên trên, nếu mà cảm thấy chưa an toàn thì cho nó một chục xíu là bỏ lên đây cho nó đẹp. Cái gì mà bỏ cục bột của nó gì, cái gì mà lấy cục bột lên, bỏ cục bột lên số 7 rồi đẩy cục bột lên số 10 xong kéo xuống số 5, chờ tao nói số mà nó đánh số đề. Bỏ uống chút, bỏ gì nè, rồi ngón út nè, nhìn lại ngon, nhìn lại một lần nữa nè, cái bột, cái hũ bột nè, nhớ một lần nữa nè, cái cọ nè, cái ly nước nè, bỏ vô nè, nhẹ thôi nè, dở lên nè, có gì đâu, đừng có ngoáy trong đây, nó không phải là cái lỗ đâu mà để ngoáy đó, là nhẹ lên nè, dở lên nè, dở lên nè, thấy chưa nè, dở lên cái mặt này nè, cái mặt này nó bị cà vô cái thành nè, cái cà vô cái ly nó hết nước nè, còn cái mặt này nó còn nước nè, lấy cục bột và nó chín liền nè, nè coi nè, dỡ lên nè, lấy cục bột nè, chín liền nè, thấy chưa, gì đâu mà khó khăn, thấy chưa, nghe mà chóng mặt luôn, gì số 1, số 5, số 3, số 9 gì đắp cục bột thôi mà làm giống như đánh số đề vậy, mà còn hơn bàn số đề nữa, làm neo mà phức tạp quá, làm neo mà nó còn phức tạp hơn là đi cua ghệ nữa, cua ghệ phức tạp lắm, biết sao không, con ghệ mà đẹp đẹp á là nhiều thằng lắm, đánh gục gã bao nhiêu thằng luôn mới ra được con ghệ. Cái gì mà đắp cục bột gì mà từ số 1 tới số 10, số 10, số 5 tới số 10 là từ lưa hết chứ. Nghe nó chóng mặt quá. Nhớ, kéo hai bên thôi, nhớ là cái gì kéo hai bên nè. Kéo hai bên nhẹ vô nè, hả? Kéo hai bên nhẹ vô nè. Để chi để cho nó ôm vô cái xếp để tí xíu mình dũa xếp nhẹ nhàng xong mình sơn treo nó không có bị nè. Sơn treo nó không phải bị mất xếp nè. Ok, đó, vuốt vuốt nè. Vuốt hai bên nè. Cho ở giữa nó dày nè, ở giữa nó có cái độ mô để cho nó đừng có gãy cái móng của người ta thôi. Nó dày ở giữa là không bao giờ khó bây giờ mà gãy được lắm. Mà nó mỏng hai bên để cho chi cái móng nó ôm nó đẹp. Đó. Có vậy thôi à, đâu có gì khó đâu, thấy không? Thấy tình yêu làm đâu được, đâu có khó đâu. Anh chị em nào muốn mua bột này gọi cho tình yêu nha.
ta một hũ như vậy là 20 ao chỉ có 80 đồng thôi à, làm đã lắm. Cái này là mình đắp bột, đắp nước liquid EMA luôn nha, không có đắp nước liquid thường đâu nha, cho nên cục bột nó không có bao giờ bị vàng, đi bao lâu cũng không vàng hết á nha, nhớ nha. Tại vì có nghĩa là sao mình nói vậy mà anh chị em không có hiểu không, nhiều khi anh chị em mua bột á, anh chị em mua bột á, anh chị em mua bột thường á, anh chị em về làm á, giá nó rẻ nhưng mà cái bột của nó bị vàng cái móng, tại vì mình đắp, mình do mình đắp cái liquid MMA nó bị vàng cái móng. Mọi người có nghĩ là như vậy nè, mọi người có nghĩ là ô thôi kệ nó, mình cứ làm bột thường đi, rồi là mình bỏ treo lên là nó che mẹ rồi đâu ai thấy đâu, cho nên mình không cần, mình không cần phải làm cái bột ấy. Còn tình yêu là tình yêu đắp cái bột này nè, nhìn nó đẹp luôn. Ok, không có cái này, anh chỉ có like mấy cái này cho mấy người ta mới vô nghề thôi em, mấy người nào mà mới vô nghề học mấy cái cách đắp bột rồi cho nó đơn giản, nhìn nó đẹp nè. Ngón cái nè, coi ngón cuối cùng nè, coi tình yêu làm nè, xe sao zoom ra bự có đó luôn nè, cục bột nè, là lấy cục bột lấy nhiều nè, lấy nhiều mà lấy dày nè, lấy nhiều mà lấy dày nè, à, lấy nhiều mà dày nè, thấy chưa, thấm nè, bỏ lên nè, sát kia đi cồn chút xíu nè, để cái cọ xuống nè, rồi lấy cục bột ra, đưa cục bột vô liền, đưa cục bột lên để được nước cho nó chảy nè, đó, đẩy cục bột lên nè, thấy đẩy cục bột lên không, đẩy vừa đập nè, đó, sát như vậy mà coi không được nữa thôi, vô bó luôn á, đó, đó, vừa đẩy vừa đập mà đưa cục bột vô nè, thấy chưa, không bao giờ cho cục bột nó chảy ra ngoài. Thấy chưa, bắt đầu giờ xong xuôi là nhúng cái nước nè, kéo hai bên nè. Nè, vừa kéo hai bên nè, thấy chưa? Kéo hai bên nè, trong đầu lúc nào cũng nhớ là kéo hai bên nè, kéo hai bên nè. Kéo nè, đó, kéo nè, kéo hai bên nè. Kéo hai bên nè. Kéo hai bên nè, đó, kéo hai bên nè. Đó, kéo hai bên nè, cứ nhớ trong đầu vậy thôi, kéo hai bên nè. Có cái gì đâu khó đâu, đó kéo hai bên nè, kéo tiếp tục kéo nè, kéo hai bên nè, kéo chừng nào ra tới đầu thôi, đừng có ngưng, kéo đi, kéo ra tới đầu luôn đó, kéo hai bên nè, thấy không, kéo hai bên nè. Rồi đẩy cục bột, lấy cục bột dư nè, đẩy nè, đẩy nhẹ nè, đẩy nhẹ thôi chứ đừng đẩy cái ào vô vậy, cái bột nó chạy ngược lên trên đó lại cũng như không, nó dày cái đầu là phải rồi nè, đó xong rồi đầu nè, em hai bên lại một lần nữa nè, dở cái đít lên nè, dở cái đít lên nè, đó móc cục bột ra nè, đó thấy chưa, thấy chưa, đó lấy cục bột ra thôi, đó xong, gì đâu mà khó, đó ngón cái tình yêu đưa sát lên cho coi luôn á, xong không, rồi giờ ví dụ như cảm thấy chưa an toàn nè, thấy không, xa lộ chưa an toàn mà cho nó không mé, cho nó không phát nữa, bỏ nhẹ đây thôi, giống như làm phiêu gì đó, ai nói mình đắp dở thì mình cứ cho là mình dở, nhưng mà hai đắp đừng bao giờ đắp hai cục, tại vì khi đắp hai cục á sao biết không, mình đắp một cục ở đây xong bỏ một cục đây, có mình đè cái mình ẹt ra cái nó chạy ra hai bên đây hết à. Đó, đắp một cục thôi đó, thấy chưa, thấy không, nhìn rồi, rồi bây giờ dở là dở cái móng coi nè, 10 ngón nhìn rồi, nhìn cái đắp bột của mình nè, đó dũa gì nữa, có cần dũa không, đâu cần dũa nhiều đâu, đó, em chị em thấy không, đắp bột thường cũng vậy, nó cũng giống như đắp bột màu vậy thôi, nhưng mà đắp bột thường nó dễ hơn đắp bột màu, tại vì cái bột màu á là nó dễ mau khô, mà cái bột thường thì nó lâu khô hơn, nhưng mà cái bột thường mà nó clear, nó không có thấy rõ bằng cái bột thường, à, cái bột màu, cái bột màu là nó thấy rõ lắm, thấy không, làm bột neo ta làm đắp bột chưa được 10 phút nữa là xong, trong một ngón chỉ cần mấy mươi giây, một phút là xong, là 10 ngón là cho là 10, là 10 phút nữa đi, 10 phút và dũa chừng 10 phút 20 phút nữa là everything hết nữa là 30 phút thôi, làm bộ neo gì mà bộ neo thường mà nói sư phụ ơi con làm bộ neo lẹ lắm, hỏi bao lâu, 2 tiếng rưỡi à, nghe đã không, con làm lẹ lắm mà 2 tiếng rưỡi à, chết luôn. Đó, bây giờ nè, đó bây giờ đơn giản là khi mình làm xong là đâu mình dũa nè, coi nè, đâu mình dũa nè, là để coi cách dũa nè, đó bây giờ đắp bột như vậy thì dũa bao nhiêu đâu nè, nhớ đeo bao cao su vô, đeo bao cao su cho em bé đừng có bầu nè, để nhẹ vô nè, đó, để nhẹ vô nè, để dũa nè, đặt cái dũa đây nè, thấy không, đặt cái dũa nè, đặt dũa nghiêng nè, dũa nè, dũa từ ngay cái mép này dũa ra nè, ok, chứ đừng có từ số 5 tới số 0 nữa nha, làm ơn, đừng có nghe cái gì mà số 5 tới số 0, đó bây giờ nói số này từ đây tới đây nó số 5, từ đây tới nó dài hơn số mấy, cái này nó dài, cái này từ đây nó dài hơn cái này sao là số 5 được, phải có nói là phải là số 4 chứ, phải là từ đây số 1 phải không, nếu vậy sao mình có đo ra cái này nó dài hơn chút thì có đương nhiên nó phải là số 4, số 6 chứ, từ số 4 tới số 6 hả? Trời ơi, má ơi,
đó, vũa hai bên cái mép nè, đó vũa nhẹ lên kéo xuống nè, thấy nè, kéo lên kéo xuống nè, thấy chưa, kéo lên kéo xuống nè, vũa ngang nè, tại vì mình đã lắp đẹp rồi không cần vũa nữa, đặt cái vũa ở dưới này thôi, nhớ đặt cái vũa dưới này nè, đó thấy chưa, rõ không? Nếu hello bạn già, hello Lenny, khỏe không bạn già? Nếu thấy xa lộ chưa an toàn thì cho thêm cục bột nữa cho an toàn. Đúng rồi, xa lộ mà chưa an toàn thì mình phải cho thêm phát nữa, thấy chưa, nè nè, cục bột nè, vũa từ đây vũa ra nè, vũa từ cái mép vũa ra nè, đó bên đây cũng vậy nè, thấy không, đè cái vũa xuống cũng được nữa nè, đó nó hở cái cục bột lên nè, nè vũa từ đây vũa ra nè, nè vũa nè, thấy chưa, vũa sẹt nhẹ thôi đó, nhẹ nè, là nghiêng cái vũa nè, nghiêng cái vũa nè, nhớ nghiêng cái vũa nè, nghiêng bên đây nè, nghiêng để làm gì, nghiêng để làm chi, nghiêng nó đừng chém người ta chứ không gì trơn á, mình để thẳng gì nó chém nè, đó nó chém nè, cưa lên cưa xuống cưa luôn cái tay người ta luôn nè, còn này mình để nghiêng lên như vậy sao cưa được, nó hở đây sao cưa, đúng không? Còn anh chị em để thẳng như vậy vũa nè, nè nè nè, hồi nhỏ lại ô sao chảy máu vậy, thấy chưa, đó rõ ràng không nè, đó nghiêng lúc nào tình yêu cũng để nghiêng nè, là vũa nghiêng nè, làm sao chảy máu người ta được nè, xong rồi chịu nè, đó thấy chưa, là cái móng mình an toàn trên xa lộ luôn, không có gì hết đó, làm đơn làm neo mình đừng có phức tạp quá, đừng bao giờ để cho người ta hướng dẫn mình cái phức tạp quá, cái phức tạp quá mình không có hiểu, ok, đó ngày nào cũng thấy anh yêu like là vui rồi, mà không like mới mệt á, không like là sắp sửa rồi đó, chán cơm mà thèm đất, không có like là chán cơm thèm đất rồi đó, sáng nào mà cũng like gì chứ mà biết là mình đang còn sống, nghe không, giờ không biết nghe, không biết cuộc đời ra sao, anh chị em thấy không, tình yêu làm lúc nào tình yêu cũng nói rất là kỹ từng chi tiết nhỏ, anh chị em thấy vậy đó, nhưng mà khi mình làm từng cái chi tiết nhỏ trong cái ngón tay này, nó sẽ thành một cái khối mạnh, tại vì sao, tại sao mà tình yêu nói vậy, người ta nói là cái gì mà nó bao quát hết á thì nó mới thành công được, chứ còn mà anh chị em có nói là bỏ cục bột lên vuốt như này vuốt vậy nè, mà bỏ làm sao vuốt làm sao, làm chỗ nào nó phải ra cái chỗ đó thì mới dễ học được, chứ còn mà mình nói cái kiểu là giờ bỏ cục bột lên vuốt rồi lấy cục bột sao lấy, bỏ cục bột sao bỏ, sao phải đeo bao cao su hả, thứ nhất á là đeo bao cao su để chống em bé nó có bầu. Là tại vì sao mình nói như vậy, mình nói cái câu này không phải là mình nói nó tục tiểu, tại vì thứ nhất mình đeo bao cao su này vô là để làm gì, mình bảo vệ cái ngón tay của mình, ok, bảo vệ cái ngón tay của mình, thứ hai là mình bảo vệ luôn cái cách vũa của mình nữa, ok, đây vô đây, thí dụ như ngón tay nè mình đặt ở đây đúng không, nè khi mình đặt ở đây nè, mình lấy cái này nè, mình che ngay khúc này, cái cây vũa nó nằm đây, nó dướng vô không, nó không có dướng vô tay người ta nè, đó thấy chưa, nè thấy chưa, giờ có bỏ khúc nào nó cũng không dướng vô được hết đó, tại vì nó bự đó, mình có để cái tay lên đây thì làm sao nó chém người ta được, thấy không, còn bên đây là mình phải sao nghiêng coi nè, còn ở đây là mình để đây mình giữ nó rồi, nó chỉ cứa vô đây thôi chứ nó không có cứa vô cái tay của người ta, hiểu nói không, sao là tào lao làm sao, mấy người tào lao làm sao, sao là tào lao, anh nói sự thật mà tào lao gì. Đó là tại vì sao mình thứ nhất là mình nó đeo cái này vô tí xíu mà mình không đeo vô nó làm riết nè, bây giờ mình làm riết nè, ngày nào cũng vũa nè, cái móng này nó đi luôn, cái móng này nó đi luôn, ok, nó không còn ở lại nữa, người ta nói là móng đi rồi mà thịt vẫn ở lại, đó là nó đó, làm nhiều năm quá nó vũa bay ngón tay luôn, ok. Đúng rồi, khách hàng của anh rất là dễ thương, nó thật sự là vậy. Nó vừa đẹp mà nó vừa đẹp nết nữa, đó là do người nói là con mà nó ngoan là do cha mẹ dạy, đúng không, rõ ràng không, do cái môi trường của xã hội, và do cái môi trường của, thứ nhất mình muốn nó có môi trường xã hội là mình phải có nó có môi trường gia đình trước, không? Con cái cũng vậy, thật sự ra mình nói cái đó không phải mình ấy đâu, thật sự là đó là mình thấy nhiều người ta có những cái trường hợp đó cho nên mình học hỏi thôi, khách hàng cũng vậy nữa, mình muốn nó dễ dãi với mình, thứ nhất là mình phải thân thiện với nó, ok, mình phải vui vẻ với nó, thì nó mình muốn làm gì cũng được hết, nó cho mình làm hết, nó không có khe, nó tiếng Việt nói vô tư luôn, chứ không thôi là
Chó nhiều con nó khó lắm cho mình like đâu. Còn cái này là khách của tình yêu là like nó tiếng Việt vô tư luôn. Nó nhiều khi nó nói còn chờ chửi cho nó chửi thề nữa. Nhiều khi khách tình yêu chỉ cái nó đồ má mày. À. You say đồ má mày. No. Đó cho nên là anh chị em phải hiểu được vấn đề đó là tình yêu. Tình yêu hay chỉ luôn cho nó luôn. Hey, how you doing? Okay. Keep her over here. You can leave it. I can leave? Yeah. Okay. See, khi mình vũa sơ thôi, anh chị em nhìn lại cái móng tay mình vũa lại là nó đều. Thấy chưa? Tình yêu nói đúng không? Đó, nó đều y chang luôn. Nó không có gì được khác biệt hết á. Cho nên vấn đề ở đây mình phải hiểu được vấn đề là mình muốn khách của mình nó dễ, mình phải làm cho nó, làm sao nó được hài lòng, nó vui. Nó không có cầm len, có nghĩa là tới là nó tin tưởng mình làm sao cũng được đó. Nhiều khi chửi cha nó cũng được nữa mà nó đâu có hiểu đâu, nó đâu có hiểu mình đang chửi nó đâu. Không, nhưng mà nó vẫn vui vẻ, nó cười, rồi nó làm xong rồi nó ra. Mấy bạn đừng có nghĩ là cái vấn đề nó service là good, cái đó service là cũng là một trong yếu tố, nhưng mà đừng có nghĩ là cái làm dở là mình service good là không, cũng là được, không có đâu nha. Thời buổi này khác rồi, vô là mình phải làm bộ nail cho nó đẹp trước đã, còn cái service của mình là để mình tăng thêm cái sự gọi là mình lo lắng cho khách, là mình gọi là mình nói theo tiếng Việt, mình nói là mình nói theo là khách hàng là thượng đế, đúng không? Khách hàng là thượng đế. Còn nói theo kiểu mà dốt là mình gọi là nịnh con khách đi, cho nó ở lại với mình để mình kiếm tiền mình sống. Chuyện nó cũng là bình thường thôi, cuộc sống mà, đương nhiên là mình phải xã hội này là phải có nịnh hót. Rồi ví dụ nó đem tiền tới cho mình thì đương nhiên mình phải ngọt ngào với nó, đúng không? Chuyện nó cũng bình thường thôi, đâu có gì lạ đâu, đúng không? Nhưng mà cái cách xê vịt của mình nịnh thì nịnh nha, chứ đừng có để nó đạp lên đầu nha, không có đâu ạ. Chuyện đó đừng có làm mơ. Nhiều khi tôi thấy cũng có nhiều người cũng có lắm á nha. Con khách mà nói gì cái gì là yes, chạy giống như dịch vậy á. Không có đâu, ở đây tình yêu là rất là dễ thương. Nó nói chuyện với khách, đòi làm cho khách rất là dễ thương. Nhưng mà con nào mà quá đáng là xin lỗi nha. Làm ơn mà đi ra khỏi đây, tao nghèo thiệt chứ. Không có nghèo nhân cách. Đó, mình là vậy đó. Anh cho em hỏi làm sao để mình vũa được form móng chuẩn không bị lệch à? Em cảm ơn. Ok Thu Hiền à, anh nói lần cuối cùng, có nghĩa là cái móng này nè không bao giờ vũa, mình chỉ lấy cái form mình vũa trước khi mình đắp bột. Em nghe cho kỹ nha, có nghĩa là khi em đắp bột em lấy cái form trước khi đắp bột em lấy cái form này cho nó đẹp trước, rồi em đắp bột theo cái form cho nó đẹp. Còn em vũa cái này nè, em chỉ vũa gọi là để lấy lại cái xếp cho nó thẳng thôi, chứ không nên dùng cái này để mình lấy cái xếp là không đúng. Tại vì cái xếp của mình nó phải sao, nó phải trước khi mình vũa cái này nó đẹp á, đắp bột nó đẹp thì đương nhiên có nghĩa là mình vũa nó không có cực. Tại vì sao, tại sao vậy? Anh nói như vậy có nghĩa là anh nói á, nếu như mình vũa mình đắp bột dày lên đây, mình dùng cái này mình vũa đó, nó mất thời gian lắm. Tại vì sao, bên thì tay phải mình vũa nó mạnh đó, bây giờ bên này anh vũa mạnh nè, bên này tay trái anh yếu, tay trái anh yếu, anh không có thuận, anh đâu có vũa mạnh được đâu. Thì nó vũa nó ăn nhiều bên đây thì nó chạy qua bên đây, thì ví dụ bên đây nó ít thì nó chỉ tới đây thôi, nó méo mẹ đó. Cho nên là anh chị em nhớ những gì mà tình yêu chỉ á, là sự thật, là đó là 100%. Ok, là cái đó là bắt buộc mọi người phải, thậm chí bây giờ cũng có nhiều người bắt chước tình yêu lắm. Ngày xưa đâu có vậy đâu, là ngày xưa cái đó là mình cũng rất là, không phải là mình nói là mình hay gì, nhưng mà thật sự đó là có nhiều người ta copy mình là mình hay rồi, đúng không? Có nghĩa là cái cách nói của mình và cái cách làm của mình mà người ta hiểu được cái điều đó, là có nghĩa là mình work đó, mình work. Thấy chưa, mình work có nghĩa là mình chia sẻ với mọi người, là mọi người quan tâm tới cái cách nói chuyện của mình và cách làm của mình, có nghĩa là họ work, có nghĩa là nó sẽ tốt cho mọi người. Tại vì mình chia sẻ là đương nhiên mình cũng muốn người ta học hỏi cái cách của mình, đúng không? Thì cho nên em phải làm theo cái cách này. Hello Lộc. Ok, giờ mình chạy mà. Hả? No. Do mama. Yeah, do mama. What time were you here? He late. She late. Chen, but he was outside.
Ok, giờ mình chữa cái đầu dũa nhọn nè. Ok, nè, mở máy lớn nè, mở máy maximum nè, mở máy 100% nè. Nè, dũa nhẹ nè. Nếu anh chị nào mà sợ nó bị đứt tay nè, nó sợ nè. À, thấy cái dũa mà nó không ăn nữa không? Cái dũa nó không ăn có nghĩa là nó dính bột ngay cái đầu nè. Lấy cái bàn chải chà mông nè, lấy cái bàn chải chà chà mông là chà nó một cái sơ sơ nè, đó chà nó một cái nữa nè. Đó chà nó nè, đó. Thấy chưa? Chà đó, xong rồi nè. Nè, dũa lại nè, thấy nó ăn liền nè, tại vì nó dính bột á. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa mọi người, dũa nè, dũa cái kia đi coi nè, thấy chưa dũa nè. Anh chị em thấy không, khi mình đắp bột á, nhớ là đắp bột ở trong cái kia đi coi nó mỏng. Thấy tình yêu đắp nó mỏng không? Thấy nó mỏng ở trong này không? Nè, khi mình chạy nó mỏng nè, đó nó mỏng nè. Nhìn thì như vậy là khi mình móc nó mọc ra nó không có bị, nó không bị cái gờ. Và thứ hai nữa là khi mình làm như vậy nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Nhìn cái cuticle nó sẽ đẹp hơn. Còn anh chị em mình làm nó dày quá, khi nó mọc ra nó có một cái gờ là chết luôn. Ok, đó. Anh chị em thấy không? Thấy tình yêu dũa không? Dũa cái đầu dũa nhọn không? Rất là dễ thương. Dũa cái đầu dũa nhọn nè, rất là đã luôn. Anh chị em nào có nhu cầu mua cái đầu dũa nhọn này thì gọi cho tình yêu nha, 832-216-7717 nha. Cái đầu dũa này chỉ có 20 đồng một cái thôi, xài lâu lắm. Cho em hỏi dũa cái đầu móng nhọn này sau khi dũa láng được không? Dũa không, em phải dũa trước khi dũa láng nha, đừng có dũa sau khi dũa láng, phải dũa trước khi dũa láng. Tại vì cái dũa láng là cái sau cùng, tại vì cái dũa láng là cái quan trọng lắm, đừng có dũa sau khi. Tại vì cái này á, nhiều khi mình dũa đó, nếu dù anh dũa nó quen là dũa nhiều năm nhiều tháng thì nó ok. Còn có nhiều bạn mới vào nghề đó, chưa có rành đó, lúc mà đè, lúc thì không đè, nó có nhiều các trường hợp lắm. Còn anh làm cái này nó thành một cái thói quen rồi đó, cho nên là anh không có sợ. Còn mấy người mà mới vào nghề đó, nhiều khi người ta đè cái đầu dũa hoặc là người ta không đè thì nó không có đều, cho nên mình phải dũa sau cùng, mình phải dũa trước, lộn, mình phải dũa trước khi mình dũa láng nha, đừng dũa sau khi dũa láng nha mọi người. Dũa trước khi dũa láng, nhớ là như vậy đó. Mình phải clean luôn ở dưới nè, clean luôn nè, lên hai bên nè, đó lên hai bên nè, đó lên nè. Dạ không đâu chị Lina Thảo ơi, ở Việt Nam tình yêu đi xa quá, tình yêu không có gửi về Việt Nam được, mong mấy người đẹp bên Việt Nam thông cảm nha. Tại vì không phải là mình không có mấy đâu, mà tiền cước phí gửi về Việt Nam nó mắc lắm, mắc chịu không nổi luôn. Mua cái đầu dũa 20 gửi cha nó 15 đồng, ai mua? Đó. Thấy tình yêu dũa cái đầu kia đi cò, nó tròn không? Nó tròn nè, anh chị em thấy rồi cái gì? Bột của anh có pha không hả? Dạ đương nhiên là phải có rồi anh. Cái này là em phải cách pha của em mà, độc quyền mà. Cho nên là anh chị em mua về xài nó không bị nè. Anh chị em thấy tình yêu không? Đưa sát lên cho mọi người coi nha. Không có bị bong bóng nè. Nè, nhìn cái bàn tay không? Không bao giờ bị bóp bồ một cái muyến nào hết trơn á. Nhìn kỹ đi. Cái hột từ trên xuống dưới nó không có bị bóp bồ nha. Thấy không? Cái móng nè. Nhìn nè, không bao giờ nó bị bóp bồ. Cái bột cái quan trọng là mình làm sao đó, là nó trong suốt để khi mình làm cái... mình làm lỡ cái này mình đắp cái white tip lên hoặc là cái pơ tip lên nó sẽ không có bị thấy những cái hột bị cái bóp bồ một hột nào cho nó trong suốt từ trong ra ngoài luôn, nó trong từ trong ra ngoài luôn á. Cọ chưa có em ơi, cọ thôi. Anh nói thiệt với em, bây giờ anh đang rào cái vụ cọ lắm. Cọ nó cứ chán đời quá. Nhiều khi anh muốn tự anh làm cọ anh, nhưng mà giờ anh lỡ hết lông cọ rồi, cho nên cọ của anh không còn lông nữa. Anh không làm được luôn. Cọ giờ đang chờ em ơi, chờ đi. Không biết chừng nào nữa.
Thấy không? Cho em vừa cái này trước là nó lẹ lắm. Nó vừa cái này xuống không có sợ đứt tay. Tí xíu mình vừa cái kia mình dạng tay lắm. Mình dạng tay mình vừa vô tư luôn. Mình vừa cái kia đi cò trước rồi mình vừa cái tay kia nó dễ. Hello Đen Nhị Trần, hello. Đó, cho em vừa cái bột ra luôn cho nó văng ra. Vừa trước thấy lông còn quá trời, giờ cạo hết em. Không phải đâu, anh làm mấy đợt cọ giờ nó chưa có mọc lên kịp. Lông mấy bữa trước anh làm quá trời, cọ quá trời luôn, giờ nó hết mọc lên nổi rồi. Tính qua bên hàng xóm mượn đỡ mà lúc cuộc nó qua bên hàng xóm nó còn cạo trước mình nữa, làm sao mượn được. Thôi xin lỗi nha, hẹn đợt sau đi mấy bạn, chờ cỏ lên rồi sẽ làm lông, sẽ làm cọ nha. Đợi lông nó mọc lên đã rồi làm cỏ. Má ơi, đời bắt công nên cộng lông nó đâu có ra đâu. Đời bắt công nên cộng lông không có thẳng. Bột này anh bán bao nhiêu đây? Dạ em bán một hũ 20 ao 80 đồng. Rồi em sẽ vũa cái đầu vũa mịn nè. Anh chị em thấy cái đầu vũa mịn không? Nè, ngọng co có hơn ngọng ma đi chơi về ha. Ma đi chơi về coi nhỡ ma đấu, nhỡ ma múa cho con bịt che đó. Lục khi mô ma đi chơi cũng ngọng trong cái rô của ma coi bịt che không. Bịt che mà coi cái bịt che ngày xưa nhỡ không. Bịt che và đầu vạn hay là đầu phùng đó là bịt che đỏ ngày xưa trong bọc ni lông còn nước dừa chán vô. Ôi chào, sướng. Chờ mà về đi chờ về cho con bịt che sướng ơi là sướng. Rồi bây giờ mình vũa nè, thấy tình yêu vũa nè, nhẹ nhàng, không cần phải vũa nhiều. Nè, banh ra nè, lấy cái tay ngón tay nè, banh nè, nè, vũa nè. Bây giờ, nhẹ nhàng thôi, đừng có đè, thấy không có đè không? Nè, banh ra nè, đó. Rồi, vũa nè. Rồi đặt cái vũa dưới nè, chạy cái đầu nè. Thấy giờ chạy dưới nè. Lắc qua luôn nè, chạy nè. Thấy giờ. Rồi, xong rồi đó. Thấy giờ nó láng ngò luôn rồi, thấy không? Nội chí rửa chủ. Ô, chủ nội ngày xưa mày có không biết đó. Nội cái chuyện ngày xưa con còn nhỏ có không biết đó. Mà đi chờ mình nhờ cái bít che chứ nhờ chí mẹ. Ngày mô mà cũng đi chờ buổi sáng á, mà đi chờ mà ngày mô đừng trực cửa chờ mà về. Thương giá thương chờ mà về đâu, nhờ nhiều con nhờ mà không giảm đâu, nhờ cái bít che thì cỏ. Ngày xưa thì anh không còn mà, nhưng mà anh còn mề đi chờ về là coi như là mề ngoài đó, mề ngoài hay mề nồi á, gọi là mề. Anh ở về mề về ôn. Thế giờ mình vũa nè, mình vũa không có cần phải vũa nhiều. Anh chị em ơi, vũa từ từ thôi, là đặt cái vũa dưới nó chạy cái đầu vũa cho nó mỏng nè. Rồi chạy ở bên hông cho nó cái nữa cho nó đẹp nè, đó, cho bên hông nè. Đó, cho nó đẹp nè, thấy chưa? Rờ cái tay vô nó còn nhám nhám chỗ nào không, chạy một lần nữa là nó sẽ nó gọn ơ dưới luôn là xong luôn. Múa dẻo quá. Vũa mịn mấy. Cái này bao nhiêu hả? Cái này 20 đồng một cái đầu vũa này luôn nha. 20 đồng một cái đầu vũa cho vũa mịn luôn nha mọi người. Vũa mua về vũa đã lắm. Vũa đi, mua về vũa thử đi. Đó, vũa rất là ngon nha.
Cái này vừa đã chứ không phải vừa ngon. Ngon là chỉ khi nào ăn mới được mới biết là ngon. Mình phải nói đúng cho từ vựng, để giang hồ vô nó thánh soi không. Bỏ bỏ bồ neo lên mà nó nói anh ơi dính cộng lông. Con lại mấy ba luôn. Con lại mấy ba, mấy má, mấy ba soi quá. Tôi nói bộ tay nó khác biệt cái chỗ nào. Tôi lỡ làm cái hột sò một bên 5 hột, bên 6 hột mà nó nói anh ơi anh dính cộng lông luôn. Đó, chó bó tay luôn. Cộng lông á, nhiều khi tình yêu bỏ cái lông ta xuống chụp hình nó dính cái cộng lông sơ sơ lên đó. Đó, mình mà nó vô nó phán cho mình anh ơi hai ngón tay nó còn nó lấy cái hình xong rồi nó vẽ cái mũi tên cộng lông nó nằm cái đó luôn. Má ơi thiệt, bó tay thiệt, thánh soi. Bây giờ lúc này bây giờ mình làm mình bỏ hình lên á, là mình bỏ hình lên là mình hỏi có bị gì sai sai không, là mình gắn một bên 5 hộp, một bên 6 hộp, chỉ có một người trả lời đúng thôi. Mà bao nhiêu cái anh ơi dính lông kìa, trời ơi lông tôi cạo hết rồi dính lông nào. Cái đó mà bó tay soi giả mang luôn cộng lông, mà nó cộng lông tôi còn không thấy nữa mà người ta thấy mới ghê, chỉ cái mũi tên cho nên tôi mới thấy luôn. Bỏ bộ neo lên mà nó soi, má ơi soi tới cộng lông luôn đó cho mọi người biết. Cho nên là mình phải cẩn thận, củi lửa ăn nói phải cẩn thận. Bây giờ lên mạng ghê gớm lắm, tại vì sao cái trang mạng là cái trang quần chúng đó. Mà nói hồi hành cái quần luôn. Trang mạng là trang mạng quần chúng mà hồi nó soi tới thành cái quần què luôn. Bó tay luôn. Rồi, cứ 10 người mà vô trong live của tình yêu là hỏi tình yêu ơi có vợ chưa không? Chết luôn. Trời ơi má ơi, vũa mịn xong mà còn vũa đầu nhám nữa. Mấy ông mấy bà làm ơn đi, nói thiệt với mấy người nha, nhiều khi tôi nói thì nó hơi hỗn chứ. Vũa cái này xong rồi còn vũa nhám nữa, tôi thấy tắc cười quá. Tôi thấy dân làm nail của mình đúng luôn á, nói thiệt luôn á, nhiều khi không hiểu, tôi không hiểu nổi nha. Tôi không hiểu nổi là mấy người làm cái kiểu gì. Đã vũa cái này rồi mà còn vũa nhám là sao? Mình không hiểu, mình thấy nhiều lắm nhưng mà mình không biết nói làm sao. Mình không biết nói sao để cho mọi người hiểu. Vũa cái này rồi mà còn vũa nhám nữa. Vũa nhám để làm gì vậy? Không, mình hỏi thiệt á, mình làm nail bao nhiêu năm rồi cho mình thấy nó bớt không bớt mà nó còn thêm không à. Người ta thêm, người ta bớt cho nó giảm bớt, cái này cứ thêm không mà chứ không có bớt. Vậy là mấy người không hiểu rồi. Ok, khi nào, tại sao mình có cái cục buffer làm gì? Hả? Mình có cục buffer để làm gì? Mình hỏi nè, mình hỏi với mấy bạn là cái cục buffer của bạn, mấy bạn để làm gì? Hả? Cái cục buffer của mấy bạn để chơi hả? Hay sao? Mình nói thiệt với mấy bạn nha, mình không phải nổ đâu, mình sơn treo không bao giờ bị chóc. Hiếm lắm. Nói chữ chóc là trừ khi nào mà nói thiệt một câu luôn, trừ khi nào con đó nó về nó làm cái gì đó nó lột cái thôi, chứ hỏi cái con khách này nè, nó là sơn hồi xưa giờ nó làm design không á, mà tự nhiên bây giờ có thời gian cái nó đổi qua làm sơn treo, không biết tại sao nó đổi sơn treo, mà là đổi sơn treo tới nó đi là có như Tracy. How long did you go for the your comeback, you know? A month, something like 3 weeks, 4 weeks. She 3 weeks, 4 weeks. Never chip up the color, right? Never. Thế chứ? Yeah. Có nghĩa là mình nói thiệt luôn á, mình nói thiệt luôn mấy bạn á, tại do cái cách sơn của mấy bạn á, chứ không phải là đừng có đổi thừa. Mấy bạn đừng có đổi thừa. Tại vì sơn treo á, ok, mình sơn treo á nè, cái nước sơn treo này nè. Mọi người lấy nước sơn treo, mọi người lấy ít thôi. Mọi người đừng có tham, mọi người lấy nhiều quá để cho dễ sơn. Dễ sơn khi mà nó nhiều quá thì nó dày, mà nó dày rồi nó sẽ bị chóc. Tại vì nó dày á, mọi người cái dân, mình nói thằng câu đó, người làm nail mình làm ẩu lắm, làm rất là ẩu. Tại vì sao biết không? Sơn treo lấy nước sơn cho dày để dễ sơn. Dân sơn nó dày rồi xong rồi nó bè ra ngoài bên đây, xong rồi nước sơn nó dày cái nó bị sơn, nhiều khi ta hơi có một lần một à. Nó đâu có đủ chín đâu mấy bạn, nó đâu có chín cái, nó đâu có đủ khô với cái nước sơn đâu, thì nó chóc thôi. Chuyện bình thường, đó là sự thật.
Đó. Rồi có cái vụ mà không rửa xà bông nữa, bà mẹ làm nail mà giống như tôi nói thiệt, mua chai xà bông để đó giống như để cho có làm kiểng hay sao. Rửa tay thì rửa xà bông cho nó sạch vô trong mấy cái này rồi mới sơn, chứ tự nhiên nô sốt. Nô sốt là sao? Vậy mua xà bông làm gì? Cái xà bông là cái thuốc tẩy, là cái nước tẩy cho nó sạch trên cái da thịt của người ta mới mua xà bông. Nó tại vì nó tẩy. Mấy bạn có thấy cái tô mình ăn cơm không? Nhiều khi mình ăn thịt, ăn cá nó có chất dầu mỡ không? Mình cần phải có xà bông. Mình phải giải thích nó hợp logic để làm chi? Để cho mấy bạn hiểu được. Có nhiều người, có rất là nhiều người nói với tôi như vậy nè. Đó giống như các bạn vừa rồi mới hỏi đó, có cần rửa xà bông không? Hỏi một câu, vậy mình mua xà bông về làm gì? Thôi vậy tôi cho nó rửa nước lạnh cha nó cho rồi, cho anh chi mua xà bông cho nó tốn tiền. Cái đây là tình yêu nói thật lòng nha. Mấy bạn làm nhiều cái, có nhiều cái nó phức tạp quá, nó quá phức tạp. Tại vì khi mình tới khách nó tới rửa tay á, mà cái tay của nó còn ướt á, mình chịu khó mình chùi lại. Tại vì cái nước rửa tay mà mình rửa không có sạch, mình chùi không có sạch á, là nó sẽ dễ chóc. Tại vì sao? Nó còn nước. Anh chị em phải rửa lại cho nó sạch, rửa lâu lại, lấy cái tờ giấy lau sơ lại cho nó một cái. Anh chị em làm biến. Có nhiều người chửi luôn con khách nữa, nói là mày lấy mày rửa cái tay cũng nên thăng nữa. Trời ơi, nếu mà người ta hoàn hảo thì có gì để mà nói nữa, đúng không? Cho nên là anh chị em phải nhớ một điều là phải cho nó rửa xà bông, đừng có sợ gì hết, cứ rửa xà bông sơn, lấy nước sơn mỏng thôi. Ok, đừng bao giờ lấy nước sơn dày. Lấy nước sơn dày là sẽ không được. Website gì chị em, bây giờ cái đầu dũa này thì em có cần em vô trong cái Facebook của anh em coi. Còn cái đầu dũa này nó thực tế tại đây sao em không coi, mà tại sao phải vô website coi? Anh đâu có website đâu, anh chỉ có Facebook thôi. Anh đâu có phải nhà buôn bán lớn đâu, website làm chi? Anh chỉ bán có mấy món đồ thôi mà. Anh chỉ có bán bột, bán đầu dũa, bán mấy cái đồ mà nó quan trọng thôi, chứ còn mấy anh đâu có bán lung tung lăng tan đâu. Mà coi số website anh đâu có nhiều đồ hàng, mặt hàng đâu, anh có chỉ có 5-6-7 cái mặt hàng thôi à. Anh chủ yếu quan trọng là bán bột, nó chủ yếu là bột của anh muốn lấy cái tên tuổi của anh cho cái bột anh pha ra làm nó good thôi. Thì anh quan niệm cái đó nhiều, thì anh muốn design thêm mấy cái đầu dũa này của mình để làm cái gì đó nó be sò hơn cho mình thôi. Chứ còn thật sự bán supply, anh chị em bán supply là bán hết tất cả mọi thứ, chứ bán supply như mình nữa, cái này gọi là bán gì? Cái này mình nói theo cái kiểu mà giang hồ nó giống như dạng bán thân á, bán chút đỉnh đồ thôi. Vô Facebook nè, có Facebook, tình yêu có Facebook á. Vô Facebook mua luôn hả anh? Trời, mua vô Facebook sao mua luôn được? Vô Facebook rồi xong em coi cái mặt hàng nào em thích thì em gọi lại số điện thoại chứ. Em vô mua Facebook sao trả tiền? Anh chị em thấy không? Tình yêu dũa rất là kỹ. Dũa cái này quan trọng là phải làm lẹ nhưng mà phải kỹ. Ăn thôi mình đắp bột đó anh chị em. Đắp bột đó, nó phải quan trọng lắm. Đắp bột nó rất là quan trọng. Mình muốn dũa cái móng đẹp hoặc là cái mặt nó đẹp á, là anh chị em phải dũa, anh chị em phải đắp bột cho nó đẹp. Đắp bột nó đẹp á là nó mới nói lên được hết tất cả mọi thứ. Chứ còn anh chị em đắp bột không đẹp là làm lâu lắm, làm chậm lắm. Anh chị em làm nó chậm lắm. Làm bộ nail gì mà bình thường, mà làm bộ nail bình thường mà nói 2 tiếng rưỡi 2 tiếng là cũng hơi bị lâu. Chẳng hạn như cái bộ nail design đồ thì mình không nói, cái bộ nail bình thường thì như vậy thì mình làm chừng nửa tiếng đồng hồ là xong rồi. Sơn treo mà lấy nhiều tiền đi thì cho nó lặng tiếng đi là cũng ok rồi. Chứ mà làm bộ nail 1 tiếng rưỡi 2 tiếng lâu quá, nó quá lâu. Cái này là tình yêu, vừa nói vừa giải thích rồi vừa này vừa kia, giỏi lắm, cho 1 tiếng là cao. Đó là tình yêu nói thiệt á, anh chị em làm cho nó lẹ lẹ lên một chút. Giống như mấy cái này nè, còn mấy cái design á, mà nó cần phải tỉ mỉ thì không nên lẹ, là tại vì sao? Mấy cái đó cần phải tỉ mỉ cho nó đẹp. Nè, bây giờ mình vỗ lại cái xếp một lần nữa nè.
Ok, giữa cái xếp nè, một lần nữa, coi như không phải là giữa mà mình chét lại cho nó đẹp nè. Nè, chét lại một lần nữa cho nó đẹp nè. Thấy không? Chắc mua lại một lần nữa cho nó đẹp nè. Đó là xong là quay cái tay lại nè, quay cái tay lại nè, vuỗ cái đầu là cho nó thẳng nè. Vuỗ nhẹ nhẹ cho nó đầu nó thẳng nè. Vuỗ cái đầu lại cho nó thẳng nè. Vuỗ lại cho nó thẳng nè. Dạ, bột màu điếp được luôn chị ơi. Bột em điếp cũng được nữa chị. Bột nào điếp cũng được hết á. Cái bột quan trọng là cái bột đắp. Cái bột đắp, đắp đắp gứt, điếp nó mới gứt được. Còn mà điếp gứt đắp không ra gì chứ. Cái bột mà điếp được á, đắp không có ra được đâu mọi người. Tại vì cái liquid nó khác. Cái khác khi mình đắp cái đắp lên cái liquid nó đốt cái bột đó. Thì nó mới khó, chứ còn mà điếp thì nó chỉ nằm im cái màu chỗ đó thôi, bởi vì màu nào nó ra màu đó. Chứ nó không có thay đổi, tại vì nó không có, khi mình nó vô cái liquid nó mới biết được cái bột đó làm sao. Đó. Nhớ vũa lại nè, thấy chưa? Vũa lại. Rồi, anh chị em nên nhớ là một điều tình yêu chia sẻ, đừng bao giờ lấy giấy nhám trà nè anh chị em. Trong tiệm của mình á, trong tiệm của mình á, mình mua cái buffer. Ví dụ nó có nhiều loại buffer. Mình mua buffer, cái buffer mà nó mịn á, ví dụ như mình sơn cho nó, muốn cho nó láng á, muốn mà giống như sơn cho ấy nó, mình lấy cái buffer này nó mịn nè. Thấy thấy rõ hai cái buffer nó khác nhau không? Một cái buffer là nó dày nè, ok, là để mình sơn hoặc là mình design rồi đừng cho nó chóc. Đa số là xài cái này nhiều, còn đa số ít xài cái này lắm. Trừ khi nào mà xài gì không, xài mát, xài thoát mát rồi mình cần cái này. Còn cái này mình xài cho anytime nè, cái giờ nào nè, đó. Hỏi các bạn nè, cái buffer để làm cái gì mà cần gì phải chài với nhám, phải vũa với nhám nè. Đó anh chị em coi nè, đó giờ tình yêu nói đơn giản cho mọi người nè. Đó bây giờ vũa nè, thấy không? Dùng cái buffer nè, vũa nè. Đó, anh thấy không? Vũa nè, buffer nè. Nè. Em thấy như vậy thì nó có đủ ăn nước sơn không? Đó, nó có đủ ăn nước sơn không? Cần gì mà anh chị em phải vũa gì nhớ nhám lại mất thêm một thời gian nữa. Đó. Thấy chưa? Nè. Thấy chưa? Nó, nè, nó sằng, nó nhám như vậy thì làm sao mình vũa anh không ăn được. Mình phải hiểu được vấn đề là ở đây cái gì mình phải hiểu được. Mình làm nail á, mình phức tạp nhiều quá. Nó phức tạp nhiều quá, cái đâm ra nó có nhiều cái người ta học nó không được. Nó lộn xộn xì ngầu hết. Thật sự ra đơn giản người ta còn dễ hiểu, người ta vô nghề người ta dễ hiểu. Còn ví dụ mình quá phức tạp, nó đâm ra nó phức tạp quá, người ta khó hiểu lắm, cho nên làm bậy không à. Nên đa số là làm nail là mình làm bậy nhiều hơn. Thật sự là như vậy. Tại sao cái nghề nail của mình á, đa số người ta than phiền về cái người như vậy là tại vì sao? Người ta học không có đúng cách cho nên bị làm sai hoài. Đó, cái buffer này nó dày nè anh chị em, buffer cái này mà bỏ hỏi chứ làm sao mà nó không bám được. Ai nói nó không bám đâu. Ai nói sao, ai biểu lấy cái buffer mịn mịn sơn buffer chi, dày nhớ nhám chi. Chà nhám chạy nhớ nhám xong rồi kia khỏi. Rồi có cần buffer không? Chà với nhám sao chạy nhám xong có buffer không em? Đó, còn này đâu cần phải chạy nhám, anh buffer tí xíu anh sơn đẹp nhất nách luôn. Đâu cần gì phải lườm rà làm gì. Anh chị em làm, anh chị em phải có cái cách nào đó mình để cho mình nó giảm bớt cái thời gian và mình làm nó đẹp hơn. Chứ còn mà mình làm nhiều công đoạn quá nó mất thời gian mà nó lại không có, nó không có cái gì hay hết, làm cho người ta cầm phiêu không, bị cầm phiêu nhiều quá.
Đinh Tiên Hoàng có nghĩa là ok. Tại sao anh nói vậy? Có nghĩa là anh không phải nói là anh không phải em nói câu đó thì để anh giải thích cho em hiểu. Khi em dũa, em đặt cái dũa vô đây nè, em đặt cái dũa vô đây, em chạy qua nè, em muốn lấy cái lằn này ở dưới này cho nó sạch nè. Thì đương nhiên nó không có thẳng. Em muốn lấy lại cái xếp với thằng cái dũa ngay cái đầu này nè. Em để như vậy em dũa không bao giờ nó thẳng. Ok. Khi mà anh dũa cái em mà dũa cái móng lên như vậy nè, đó, thì em quay cái hướng em dũa xong em quay cái hướng nào nó cũng thẳng đó, nó không có bị méo. Còn em đặt cái dũa dưới đây em dũa nó không bao giờ nó thẳng được. Nha. Cho nên anh mới nói với em là lấy thêm một lần xếp nữa là như vậy. Cái đó là cần đáng phải làm, là mình phải làm, là tại vì sao? Nó có liên quan tới vấn đề khi mình dũa chạy máy nó sẽ không có bên đây, nó sẽ có thể là nhiều khi nó bị ăn vô cái móng của người ta, nó không có đều. Mình lấy cái xếp lại nó thẳng hơn. Ok, cho nên là anh chị em phải hiểu được vấn đề ở đây. Cái nào mình cần phải thêm và cái cần nào mình cần phải bớt. Ok. Chứ không phải là mình lên đây mình soi mói. Ok, mình soi mói là phải soi mói cho đúng. Có nhiều người Việt Nam mình vô coi á, hay soi mói, ồ tại sao ông nội đó ông nói chà ta chà với nhám, tại sao mình phải đi nói cái cách của người ta. Không phải là tôi nói cái cách của mọi người, mà tôi nói đây là tôi chia sẻ. Tại vì mọi người làm như vậy nó mất thời gian quá, tự nhiên mình chạy với mịn xong rồi mình chạy mịn xong rồi mình chạy nhám nữa, thì mình mấy người làm neo, mấy người có cảm thấy nó có đúng hợp với logic không? Tự nhiên làm dũa neo xong rồi lấy cái đầu dũa đó chạy xong rồi còn buffer lại nữa, trời ơi nó mất thời gian quá, nó quá mất thời gian. Còn cái này tình yêu chỉnh cái xếp lại là nó phải cho nó thẳng, cái móng người ta là nó phải thẳng, nó phải thẳng để cho nó đẹp, chứ không phải là vấn đề là tình yêu mất cái thời gian. Mất thời gian đâu bao nhiêu đâu, chỉ có một chút xíu thôi, chưa được một phút nữa là xong rồi đó. Rồi ok rồi, bây giờ nói vấn đề sơn nữa nè, mọi người sơn nè. Bây giờ mình nói tới vấn đề sơn nữa nha. Đây tình yêu sẽ chia sẻ cho mọi người khi mình sơn là như thế nào. Còn vấn đề sơn này nữa nè, mọi người phải nhớ nè, khi mình sơn á, đâu có cái buffer nào mà chạy cho nó sạch, bụi đâu, trời ơi. Người ta buffer là để cho nó cái mặt ở trên đây nó láng. Anh khỏe, Tony khỏe không em? Em khỏe không? Bây giờ mình nói nước sơn nè. Ok, trước khi mình sơn người ta mình check coi cái nước sơn mình nó có đủ lỏng không hay là nó đặc. Ok, nó ok nè. Nó lỏng nè. Nè. Bây giờ khi mình sơn nè, đó bây giờ nó đơn giản nè, khi mình sơn nước sơn nè, có nhiều người bảo đảm với mọi người là mọi người cầm cái chai nước sơn trong đây đúng không? Đúng không? Xong rồi cầm 3-4 ngón này đúng không? Phải vậy không? Có công nhận không? Mình anh chị em có công nhận không? Khi mình cầm chai nước sơn lúc nào họ cũng bỏ vô đây nè, đúng không? Họ kẹp 3-4 ngón lại cho nó chắc đúng không? Nhưng mà đối với tình yêu là không đúng. Nè. Nước sơn mình bỏ đây nè, cái cục thịt này nó chạm lên ngón út là xong. Còn 4 ngón này mình muốn làm gì làm. Ví dụ như vậy phải không? Lỡ cái nước sơn mà nó êm tì nó xuống đây nè, là mình nghiêng nó dễ hơn. Đó, mình nghiêng nè. Thấy chưa? Cái tay này mình hoạt động nó dễ nè. Không bao giờ đâu, tại vì nó ở đây nó có cục thịt, đây nó có cục thịt, đây nó có ba cái chân nó nối lại với nhau nè, ba cái chân này, nước sơn không bao giờ đổ. Thấy chưa? Đó cũng là một cái cách để cho mọi người làm nó đơn giản, tại vì mình còn dư cái điểm này nè. Dư mấy cái ngón này mình hoạt động mình dở ra dở vô. Ví dụ mình nắm ba ngón đây, hai ngón tay này mình không làm được nhiều chuyện đâu, mình không có làm được nhiều chuyện. Ok, thấy vậy chứ nó có nhiều cái lắm, mọi người phải
mình ngồi ngẫm nghĩ là tại sao mà ông nội này ông nói như vậy. Tại vì bây giờ mình nắm ở giữa đây, cái chai nước sơn mình nắm vậy nó khó lắm, mình nghiêng lại nó hơi bị khó. Còn cái này tình yêu chỉ cần để đây cái nè, đó cục thịt nè. Nè, cục thịt để vô ba nè, cái ngón tay út bỏ vô đây là xong. Thế giờ ba cái chân này nó giữ với nhau là nó không có chạy đâu được đó. Nó đâu có chạy chai nước sơn đi đâu ngoài được đâu, hiểu không? Cho nên nó thấy vậy cho nó dễ làm hơn. Nó anh chị em còn dư bốn ngón này, anh chị em muốn làm gì, muốn mò mẫm gì đó mò, muốn làm gì đó làm. Thì nó dễ hơn, chỉ cần mình nghiêng nhẹ qua cái tay mình qua vậy là cái chai nước sơn nó chạy xuống mình dễ sơn đó. Còn bây giờ nó vấn đề sơn nè mọi người đó, bây giờ sơn là mình coi nước nè, khi nó lâu là nó còn nước nè, thấy không, nó còn nước nè đó nè, nó còn nước nè, nó lâu còn nước nè, mình chịu khó đó, mình chịu khó nè, mình chịu khó, mình lấy miếng giấy nè của mình nè, miếng giấy của mình nè, mình lau lại cho nó sơ qua một cái nè đó, mình lau sơ nó một cái nè, thấm cho nó cứ nước nè đó, nó ra nước là nó sạch nè đó. Nè, bây giờ mình nói sơn nha, sơn làm sao là cho nó đẹp nè. Đó, cái quan trọng ở khúc này nè, mọi người hay hỏi thắc mắc hỏi tình yêu là mình mọi người hay thắc mắc tại sao em sơn cái xếp mà nó bị mắc nè. Ok, mình lấy ít nước sơn thôi mọi người, lấy rất là ít nước sơn thôi, tình yêu giải thích rất là kỹ. Ok nè, tình yêu giải thích là kỹ nè, ba hai ngón là đỡ nè, lên chi biết không, banh nó ra nè, ngón tay là đưa ra để chi nè, banh nè, banh nè, banh nước sơn nè, đỡ banh nè, banh nè, banh ra mới sơn được, thấy không, vô banh ra mới sơn được, thấy chưa, banh ngón tay ra mới sơn nè. Đó, bây giờ ngón tay này đưa ra để đỡ ngón sơn nè. Đó, mình có bốn ngón mình hoạt động, mình lấy nước sơn nè, mình lấy nước sơn là mình lấy ít nè, lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều nè. Đó, lấy ít nè, nè ba ngón nè, banh nó ra nè, banh nè, sơn nè, đẩy sát vô nè, nè kéo vô nè, nghiêng qua cho thấy đường nè, kéo vô nè. Thấy chưa? Nó mỏng phải không? Cho nó mỏng nè. Nè, nghiêng qua nè, nghiêng qua, nghiêng lại nè. Đó, nghiêng nè. Thấy chưa? Nó mỏng, anh chị em phải cho nó mỏng. Tại vì nước sơn nó cần phải mỏng. Chứ anh chị em sơn dày là nó mắc xếp. Thấy chưa? Nè. Đó, xong rồi khóa cái đầu nè. Khóa cái đầu nè, coi bên đây nó có thiếu không? Nè. Nè, coi bên đây nó có thiếu không? Hai bên nó phải đầy đủ nước sơn, làm sao mà nó sơn mỏng như vậy thì làm sao mà nó ấy được, làm sao mà nó bị chóc được, nó dính vô bột làm sao mà chắc được, thấy chưa? Tại vì anh chị em lấy nước sơn nhiều quá, anh chị em vuốt ở giữa nhiều quá nó chạy nước sơn ra hai bên, chạy nước sơn ra hai bên, không có nên sơn dày, anh chị em sơn mỏng thôi. Đó, cho nên là nhớ nè, sơn mỏng nè, nước sơn mỏng nè, là banh nè, cái ngón tay này banh nè, ngón tay này đỡ lên đây nè, ba ngón là mình phải banh cái ngón tay người ta ra mình mới sơn được. Nè, kéo nè, thiếu lấy thêm nè, à, thiếu lấy thêm nè, à. Thấy chưa, nè, banh nó ra là nghiêng qua nè, phải nghiêng cái móng qua mình mới thấy đường. Anh chị em không nghiêng qua là anh chị em thấy đường được. Thấy chưa? Rồi xong rồi chả nước sơn vô cái chai nè, chả nước sơn vô cái chai nè, nè, rồi xong rồi mình đi kéo nè. Kéo là phải kéo vô nè, nè, kéo vô nè, kéo vô nè, kéo hai bên này vô nè, làm sao mắc cái xếp. Đó, muốn vuốt gì đó, muốn làm gì đó thì làm nè. Chịu khóa cái đầu lại nè. Dở lên là khóa cái đầu lại nè. Làm sao mắc cái xếp đâu, đâu có mắc cái xếp gì đâu. Tại vì mọi người cứ vuốt cái giữa này, không có chịu vuốt hai bên này, vuốt hai bên này này nhiều nè. Đó, vuốt hai bên này vô nè, vuốt hai bên này vô nè. Của miếng nước ở đây nha. Nói quá khô cổ luôn à. Thấy không, mình sơn nước sơn mỏng, mình cho nó để luôn, nó không chảy nữa. Vấn đề ở đây anh chị em phải hiểu được tình yêu nói. Thật sự tình yêu chia sẻ cho mọi người rất là kỹ. Từ nước sơn cho tới bất cứ cái gì cũng vậy. Mình phải nắm vững cái cơ bản của nó. Đó, ví dụ như giờ ba ngón tay, một ngón này mình đỡ ở dưới. Rồi để cho nó có điểm là hai cái ngón tay này mình banh nó ra. Để mình dư cái cục thịt nó đè xuống vậy nè. Cục thịt nó đè xuống thì nó lòi cái khóe lên. Nó lòi cái khóe lên mình sơn nó mới đẹp được. Còn ngón này mình đưa ra mình để đỡ ngón cái nè. Đó, để đỡ cái ngón tay nè. Lấy nước sơn này ít thôi. Nè, nghiêng qua nè. Nghiêng cái móng qua là đẩy nhẹ lên chứ đừng có nhấp, đừng có nhiều người cứ nhấp vậy làm gì, đẩy lên thôi rồi kéo vô thôi. Đó, kéo nè, nghiêng qua thấy đường nè, kéo vô nè, nè hả, à, kéo vô nè. Đó, má mày nè, u má mày đó, xong rồi kéo nè, thấy không, à, xong rồi trả lại nước sơn dư nè, kéo hai bên này vô nè, đừng có cho nó chạy ra ngoài,
kéo vô, tại vì mọi người sơn ở giữa nhiều quá, đâm ra nè, đó giờ nó mỏng nước sơn nè. Khi nước mỏng nước sơn anh chị em thấy nó mỏng không? Nó mỏng bây giờ anh để lâu thiệt lâu nó đâu có chảy đâu. Thấy không? Mình để nó mỏng nó đâu có bị chảy. Nó đâu có bị chảy. Tại vì anh chị em sơn dày quá nó chảy, nó chảy tùm lum hết rồi, băm ra là mắc cái xếp là phải rồi. Nó làm sao chảy đâu nè, đó chảy đâu. Nè tình yêu để đó, để lâu tào la bí đao nó cũng không chảy nữa. Mọi người. No, I got my tape yesterday. Mọi người thấy tình yêu sơn không nè, nhẹ nhàng nè, đó chỉ từng ly từng tí, từng ly từng tí cho mọi người luôn á, mà chỉ về mà còn không có sơn được nữa thôi á, bó tay luôn đó. Không có cần phải nhấp nha, đừng có nhấp. Tối về nhấp chứ cái này đừng có nhấp. Mình muốn nhấp là tối về nhà mình nhấp. Đó nè. Thấy chưa? Sơn là mình đẩy nhẹ lên thôi, rồi xong mình kéo xuống nè. Rồi mình sơn cái cây cọ mình phải đều cái tay này, đừng có đè, anh chị em đừng có đè cái cọ. Đó, lấy nước sơn ít nè, rồi xong mình dở cái đít lên nè, trơn cái đầu móng nè, sơn cái đầu móng xong rồi quét lại thêm một lần nữa nè. Đó, để chi sợ nhiều khi mình quét cái đầu móng nước sơn nó chạy vô nó dày. Đó, anh chị em thấy không? Sơn làm sao mà nó bị mắc xếp đâu, cái xếp nó còn y nguyên à. Mà tại vì do mình lấy nước sơn nó mỏng, anh chị em lấy nước sơn dày quá nó mắc cái xếp, là lý do là như vậy đó. Dạ, cọ lớp bột chưa có em ơi. Nè, anh chị em coi nè, đó, tình yêu nè, đó, banh nó ra nè. Đó, banh nó ra nè, đó, vụa sơn nè, trả lại nước sơn nè, đẩy lên nè, sơn nè, sơn nè, đẩy lên nè, sơn nè, một phát nữa là xong nè. Thấy chưa, 3-4 lần là xong rồi, là vụa nè, chùa lại trả lại nước sơn nè. Coi nè, ha, nghiêng qua không bao giờ bị thiếu nước sơn bên đây nè. Nước sơn hoàn toàn 100% nó nằm trên cái móng. Anh chị em cứ để cho nó nằm ở dưới cái móng hai bên nó không có nước sơn luôn. Sơn mà hai bên nước sơn nó không có móng, không có nước sơn. Đó là sơn cái đầu móng nè, đó, sơn nghiêng qua coi thử bên này nó có thiếu không nè. Giờ tình yêu sơn xong, tình yêu lặt qua cho mọi người coi nè. Nè. Nè, lặt qua cho mọi người coi không bao giờ nó bị thiếu nước sơn hai bên cái góc. Thấy không? Nhớ là như vậy không? Rồi bỏ vô nè. Thấy chưa? Cái tay của mình sơn là mình nó phải như vậy mới được. Nè, làm lại nè, sơn ngón cái nè, nè banh nè. À, banh là sơn nè. Sơn vô nè. Nhớ là phải nghiêng qua mới thấy đường nè. Đó, nghiêng qua mới thấy đường sơn nè. À, sơn tiếp nè. Đẩy nhẹ lên thôi chứ không cần phải nhấp đâu nè. Nước sơn nó thiếu nè, lấy thêm tí xíu nè. Nè, đẩy nè. Kéo vô nè. Nè, trả lại nước sơn nè, xong rồi lấy nước sơn cho nó đều ra lại nè, đúng không? Rõ ràng không? Nè, đó, lấy nước sơn lại cho nó đều nè, đó, rồi xong rồi nghiêng qua bên đây coi nó có thiếu không? Nè, nó không có thiếu nè, thấy chưa? Nó phải có hai bên, chứ mọi người sơn mà sơn để thiếu hai bên rồi khóa lại cái đầu nè, khóa lại cái đầu nè, xong rồi trả lại nước sơn rồi quét lại cho nó đẹp nè. Đó, thấy chưa? Thì làm gì có cái vụ mắc cái xếp đâu, làm sao mắc cái xếp được, cái xếp còn nguyên rồi, đâu có mắc cái gì đâu. Vấn đề ở đây nó bị thiếu nước sơn, tại vì anh chị em không có hai bên đây nó bị thiếu nước sơn nè. Hai bên đây nó bị thiếu nước sơn, nó chóc từ đây nó chóc vô. Còn tình yêu là sơn hết luôn cái móng luôn, nó không bao giờ nó bị thiếu. Nhưng mình phải nghiêng nè, nè giờ banh ra nè, banh cái móng ra nè, thấy tình yêu hai cái móng là tình yêu đè hai cái cục thịt xuống không? Nè zoom ra cho mọi người coi nè, là dăm hai cục thịt nè đè ra nè, nè đó, đè nó ra gì nó hở ra là mới sơn được nè. Nè sơn nè. Nè đẩy lên nè. Nè đẩy sát lên nè sơn nè, thấy nghiêng qua không? Thấy tình yêu nghiêng không nè sơn nè. Thấy không? Thấy cái cọ đi không? Nè, đi là phải đi hết cái nước sơn nè. Thấy chưa? Nè, nghiêng qua là nó hết nước sơn. Thấy rõ không? Nè, nghiêng lại nè, đẩy vô nè, đẩy lên nè. Nè, nhớ banh nó ra nè, nghiêng nó qua nè. Nghiêng nó qua là sơn nè, cho nó đầy hết nước sơn nè. Nghiêng qua nè, nó thấy đường nè. Thấy chưa? Rồi xong rồi trả lại nước sơn nè, đầu quét nè. Chỗ nào nó thiếu thì mình chấp lên nè. Đó, thấy chưa? Rồi mình vỗ xuống lại nè, mình kéo hai bên này vô. Kéo hai bên này vô, lúc nào sơn cũng kéo hai bên vô nè, đó. Rồi trả lại nước sơn nè, trả lại nước sơn, rồi quét cái đầu nè. Rồi quét thêm lại một lần nữa là xong nè. Thấy chưa? Đó, là thôi. Đâu có gì đâu mà khó đâu, thấy chưa? Anh chị em thấy rõ không? Tại vì mình muốn zoom ra cho mọi người coi cho nó rõ, cho nó dễ. Đó, sơn nhớ kéo vô, 10 ngón như nhau, nước sơn phải mỏng nha, nước sơn mà dày là thua.
Anh chị em mà sơn dày là nó thua. 10 ngón tình yêu sơn, nãy giờ tình yêu vừa làm 10 vừa giải thích cho mọi người hiểu là sơn nó như thế nào đó. Anh chị em đâu phải nước sơn thấy muốn sơn sao sơn đâu, sơn cầu quét, quét lên cho nó có nước sơn, xong rồi kệ cha nó chóc rồi kệ cha tính sau. Đâu như vậy mình làm như vậy cực lắm, nó quanh lại nó còn kiếm chuyện với mình nữa, mệt lắm. Thấy không, mình phải làm sao cho nó ấy, đừng bao giờ nó kiếm chuyện với mình. Chứ mình còn để cho nó kiếm chuyện là mình là mai mốt nó đi luôn, nó không làm nữa. Nó ghét mình, nó không làm nữa, đi qua tiệm khác. Mà mình đói luôn. Rồi bà chủ bà chửi mình nữa, ngày nào cũng nghe bà lải nhải bên lỗ tai. Mình làm mắt tao mắt con khách này, này kia ôm sùm từ lưa hột dưa. Mệt lắm, nó có nhiều thứ lắm. Cho nên là mọi người phải đáng làm cẩn thận. Nghiêng qua sơn, thật sự ra sơn lẹ một ngón tay chưa được 10 giây nữa là xong. Thiệt luôn. Nè, nếu mà sơn lẹ đâu có ấy đâu. Đâu có mất thời gian bao nhiêu đâu. Tại tình yêu nó ngồi nó cãi, nói tới nói lui cho mọi người hiểu. Nè. Cho nên là mọi người phải sơn, nước sơn là phải nghiêng móng tay ra, mọi nghiêng móng tay người ta qua sơn mới được. Nước sơn treo á, mà nó bị cái gì á là mình phải sửa trước khi mình bỏ vô đèn. Đừng có bỏ vô đèn xong mới đem đi sửa. Put it in. Second coat nè, bỏ lên nè. Cũng y chang vậy luôn nè. Khi mà nó đậm nước sơn lên là nó đẹp nè. Thấy chưa? Second coat là nó sẽ đẹp. Nó thấy giờ nhìn nó đâu có bị mắc cái xếp gì đâu mọi người. Nó đâu có bị mắc cái xếp gì đâu giống như mọi người nói đâu. Giữa cái tay mình phải nhẹ lên, đó. Rồi xong rồi đó, giờ nhớ sơn lại cho nó đẹp. Thấy giờ nước sơn nó đều từ trong ra ngoài luôn. Mình sơn nó mỏng thôi mọi người, đừng có sơn nó dày. Tại vì mọi người sơn nó dày quá, nó bị mắc xếp á. Cái nước sơn treo vậy chứ nó khó hơn làm bột nha mọi người. Nó khó hơn cái mình đắp bột màu nó khó đắp, nhưng mà đắp đẹp rồi mình sơn nó dễ, chỉ bỏ thóp lên thôi. Còn cái sơn này mình bỏ lên nó dày á là nó sẽ bị dày á, là nó mắc cái xếp của mình á. One more time, Jason. Đó, cái tay mình phải nhẹ, cái tay mình, cái cọ mình phải nhẹ, đừng có đi mạnh tay quá. Mình đi mạnh tay quá mình đè nó bị cái sọc á, do mình đè cái cọ nó mạnh quá nó sọc nè. Còn cái này mình đè nhẹ thôi, mình để nhẹ vô thôi, mình để nhẹ, mình để nghiêng qua đó. Nhìn cái nước sơn tình yêu sơn nó đâu bị mất cái xếp đâu, thấy không, 10 ngón nó đâu bị mất xếp. Nhớ là như vậy thôi đó, làm sao bị mất xếp được. 10 ngón như nhau luôn, nó không có bị mắc cái gì đâu sợ. Mấy cái nước sơn này nó khó sơn cái màu, mấy cái màu này khó sơn nữa, mình phải sơn làm sao cho nó kỹ. Tại mấy cái màu này rất là khó. Mấy cái màu này nó dễ, màu đỏ, màu gì chứ thấy nó dễ sơn hơn mấy cái màu này á. Mấy cái màu này mà sơn không đúng cách nó bị sọc á. Mình cái cọ mình phải vuốt nhẹ nhàng thôi, đừng có vuốt mạnh quá, vuốt mạnh nó có sọc. Thấy chưa, mình vuốt nhẹ nó không có bị nè, đó, vuốt nhẹ là nó không có bị nè, đó, vuốt nhẹ là nó không có bị, thì vuốt mạnh là nó bị sọc. Thấy chưa? Rồi, bỏ vô đây em. Lần thứ hai nè. Đây. Nè, sơn nè, lần thứ hai nè. Xí. Làm sao bị mắc cái xếp gì đâu. Tại vì mấy người sơn, mấy người không có chịu kéo vô, không có chịu kéo cái cọ vô trong. Cứ kéo để ngay chính giữa này sọc ra đâu hồi mắc xếp hết. Giữa là kéo nước sơn treo cũng giống như kéo bột vậy đó. Kéo nước sơn treo cũng giống như kéo bột vậy. Dạ, xin chào mọi người. Ngon như ăn cơm luôn. Ăn cơm có lúc dở hay mẹ.
ăn phở mới ngon. Ngon như ăn cơm. Cơm ăn hoài cũng ngán này cưng. Có lúc cũng phải dở chứ. Ăn đi ăn phở đi. Tôi nói con nó thâm sâu lắm, nó phải hiểu xa hơn chút nha. Thấy Sơn đâu bao giờ bị mắc xếp đâu mọi người. Tình yêu Sơn không mắc xếp mà nó lại nước Sơn nó mỏng á. Mình nhớ Sơn treo là phải Sơn cho nó mỏng, nước Sơn phải nó mỏng. Mà tay mình phải đều đều cái tay xuống chứ đừng có đè cái cọ nó mạnh quá. Anh chị em đè cái cọ nó mạnh quá, cái đầu nó bị sọc. Cái cọ của mình nhẹ nhàng thôi, mình Sơn nó thiệt là nhẹ nhàng. Thấy tình yêu Sơn không, nó vừa bóng mà nó vừa đều nước Sơn, mọi người thấy không? Cái này là mình nói thiệt, ở trên live ở ngoài nó còn đẹp bạo nữa đó, nó thiệt á, ở ngoài còn đẹp hơn ở trong live coi luôn á. Mình nói về Sơn với mình là kỹ thuật Sơn của mình nó không có dở đâu, mọi người cứ bắt chước theo cái cách của mình đi đó, nói thiệt luôn, không bao giờ bị sai, không bao giờ nó bị dày đó. Bây giờ tình yêu xong rồi nè đó, tình yêu nói cho mọi người coi nè, cái tay khi mình Sơn xong rồi, anh mọi người thấy nó có bị mất cái xếp không? Có bao giờ bị thấy nó mắc cái xếp không? Đó. Em bó tay anh, em không theo được anh nhà nha. Ăn cơm thôi, phở vợ nấu rồi anh. Chúc anh này là mới chứ. Trời ơi. Ai biểu thèm phở thì nói hôm nay kiếm cái món gì mà nó nấu không được á, chẳng hạn như giờ nó nấu bún chả cá không được, hay là mình nói vậy đó, nói anh thèm quá anh đi muốn ăn đi bún chả cá, ai biểu ông nói đi ăn phở làm chi cho nó nghỉ nè. Sơn đợi cái móng tay bên đây cho nó khô cái đã, rồi xong là mới canh thời gian mới sơn. Đúng rồi đó, Trương Phạm nó hay với sợ lắm, nó bắt chước sư phụ. Cái gì với Trương Phạm nó giỏi, theo sư phụ cái đó là giỏi thôi à. Đúng rồi, nó trốn vợ nó đi dạy, nó đi ăn phở, không thấy không? Thấy Sơn treo cũng vậy nè, Sơn treo mình cũng phải sơn vô nè mọi người, sơn nước Sơn treo mình cũng phải sơn vô nè, đó. Anh chị em khóa cái đầu lại nè, nhớ hai bên đây nó phải có nước treo, Sơn treo nè. Đó, lúc nào cũng vậy, hai bên cái góc này nó rất là quan trọng. Rồi cái đầu này nó cũng quan trọng lắm, là sơn như vậy là không bao giờ nó bị mắc cái xếp. Mà nước Sơn treo của mình cũng nên lấy mỏng thôi, đừng lấy dày quá. Thấy không, anh chị em nhìn cho kỹ tình yêu Sơn, từng ngón một cũng kỹ lắm. Chứ không phải giống như mọi người Sơn ào 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 rồi nói tại sao em bị chót đâu. Nhớ nha, tình yêu đi dạy, tình yêu cũng dạy cho em mấy cái căn bản này nè. Đó, mấy cái căn bản này thấy gì cho nó quát là rất là quan trọng. Mọi người đừng có nghĩ nó không quan trọng nha. Rất là quan trọng luôn. Cái này nó quan trọng lắm, cái này là kiếm cơm mỗi ngày luôn á. Cái này là còn hơn là giữ dần nữa. Nhiều khi mấy cái chỗ khỉ ho cò gáy người ta thích làm những cái món này thôi, chứ người ta không thích làm design. Tại vì có khỉ ho cò gáy, có mấy người chỗ làm mấy người lớn tuổi người ta đâu có thích làm design. Người ta thích đổi màu này màu kia đó, là mình phải làm cho nó đẹp. Thấy chưa? Đó. Làm sao mắc cái xếp đâu. Xếp nào mà mắc, do mình sơn, tất cả là do tại mình sơn hết. Không bao giờ mình, nè, bây giờ nhìn kỹ đi. Thì nếu để nó sai là nè, có mắc xếp không? Không bao giờ bị mắc cái xếp đâu. Tại do tất cả là do mình làm hết, đừng đổi thừa chứ. Tại do mình làm, đừng nên đổi thừa. Không có ai thích ăn cơm, anh mua bao gạo chứ. Nhà anh mua bao gạo, nhiều khi 6 tháng trời chưa hết gạo nữa em. Nhà anh, vợ anh không có nấu cơm. Nhà anh là cho đi ăn phở xả láng. Bà nhà anh bà cho anh đi ăn phở xả láng. Nhiều khi bà nấu phở, nấu bún ăn mà chứ bà không ít nấu cơm. Mua một bao gạo mà 6 tháng trời chưa hết bao gạo nữa. Bà nói ăn gạo sợ lên đường. Sơn treo cũng vậy, nước sơn treo cũng vậy, nước sơn thoát cũng vậy nữa. Mình phải sơn cho nó đều tay và mỏng nó mới đẹp được, nó bóng và nó giữ được nó tại bỏ vô cái đèn đó, nó không có bị đùng lại. Anh chị em sơn dày quá nước sơn nó sẽ bị đùng. Tại vì sao? Có nhiều cái nước sơn nó xịn đó thì sao? Chẳng hạn như mấy cái nước sơn treo lít hay là OBI rồi này kia là nó rút lại đó. Cho nên là anh chị em phải chịu khó sơn làm sao cho nó mỏng. Nhớ là như vậy. Mình làm nail mấy cái này nó quan trọng lắm. Thấy không? Bây giờ mình sơn lên là cái móng vẫn đẹp như thường. Rồi.
Đó, bây giờ sân treo xong rồi, anh chị em thấy không? Nè, bây giờ tình yêu sờ nè, vô tư không? Nè, sờ nè, đó, sờ vô tư nè. Nhìn đi, nhìn nó có mắt xếp không mọi người? Cái này nhìn mọi người coi trước mặt nè, này. One more time rồi. Anh chị em coi nha, từng cái góc cạnh nè, từng cái góc cạnh nha, nước sơn nè, đầu móng nè, rồi qua bên đây nè, đây nè, rồi qua bên đây nè, nè, thấy chưa, qua bên đây cũng vậy nữa nè, nước sơn everywhere đều có hết, thì không bao giờ bị chóc, nhớ là như vậy nha, mình nói thẳng một câu với mọi người luôn, sơn là phải đều hết, và anh chị em chịu khó sơn là phải, sơn sao, sơn là phải có nước sơn everywhere trên cái móng tay, mình dạch ra cho mọi người coi rất là kỹ rồi đó, mọi người coi cho rõ, để mà mình bắt chước là mình làm theo cái cách này không bao giờ bị chóc nước sơn. Cho nó đi một tháng luôn cũng không chóc. Cho mày làm cái gì mày làm luôn mày. Cho mày làm cái gì mỗi ngày luôn cũng không chóc. Làm sao chóc được. Cái đây là mình chia sẻ thật lòng nha. Nó đơn giản lắm nha mọi người. Nhưng mà nó rất là khó. Là tại vì mình phải hiểu được nước sơn treo như thế nào. Có nhiều anh chị em vô á. Không biết tôi không biết nó. Tôi không hiểu là mọi người sơn sao. Đây là chứng mắt là tôi làm luôn cho mọi người coi. Đó, tình yêu làm luôn cho mọi người coi, chứng trước mắt luôn mọi người, thấy cho mọi người thấy trước mặt luôn. Nè, nhìn cái sếp lại, có bao giờ bị mắc cái sếp không? Có bắt cái sếp nào đâu, sếp gì mà sếp mắc đâu, đâu có mắc. Là do mình nước sơn hết á, do mình làm nước sơn hết, do mình sơn hết á. Rồi mọi người sơn lên rồi nào là sơn bay, nào là sơn bỏ lai mờ lên đây nữa. Trời ơi tôi nghe tôi bựa quá, trời bựa tôi nghe tôi nói thấy làm nail mà sao mà thiệt á. Còn làm nail còn hơn làm cái vụ kia nữa, sao nhiều kiểu quá. Thì nói tôi nói bậy chứ tôi nói thiệt luôn, làm nail mà cái gì có người hỏi anh ơi có bỏ sơn sơn này có sơn bay lên không? Rồi anh ơi cái này em nghe cái chỗ kia nó sơn... nó sơn rai mờ lên đây nữa, trời ơi. Rồi có người thì lấy giấy nhám trà lên cho nó dày để cho nó đừng có bám, đâu có làm gì làm chi đâu. Nè đó, giờ 10 ngón tay tình yêu làm nãy giờ mọi người thấy không, 10 ngón đều như nhau luôn, nói thiệt luôn. Nhìn đi, nó có khác biệt gì khi mà mình làm mấy không, đâu có khác biệt gì đâu. Rồi nói chung là nói tới nói luôn là anh chị phải nắm vững những cái cơ bản là tình yêu đã chỉ rất kỹ rồi. Bây giờ thôi tình yêu xin tạm biệt. Tạm biệt ở đây. Chúc mọi người cố gắng học hỏi những cái kiểu sơn. Rồi, bye mọi người nha. Bye mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.